Hello, bà cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ dắt mấy đứa bé này là con em với cháu em sẽ đi vô trong đây chơi trò chơi để ngày mai là em đi làm á. Chỗ này thì em đã quay cho ông bà cô chú coi rồi đó. Thì chỗ trong cái mò nó có cái mấy cái game cho mấy con nít chơi mà người lớn cũng chơi luôn. Rồi đi lại đây thì có bán đồ mà loại rẻ tiền nè. Mấy cái đó mình mua đi làm cũng được á. Giờ tiện lắm á bà cô chú, con em trai lớn á, giờ đi đâu là cũng đẩy xe em đi á, giờ mẹ đỡ lo. Xe nha con. Bà quẹo qua luôn đi, người ta tránh đường cho mình đó. Ở bên Mỹ á là giống như mình đang đi ngang qua, có mấy chiếc xe kia nó sẽ ngừng lại, chứ không phải là nó chạy ngang qua mặt mình đâu. Hôm nay là đi là ngày thứ năm á, cho nên nó cũng hơi vắng, cái mall cũng hơi vắng. Chứ ngày thứ bảy chủ nhật rất là đông nha. Đây nè, nó vắng nè. Ừ. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng vắng luôn. Thường ở đây nó rất là đông nha, đông lắm, nhưng mà hôm nay nó vắng. Cái store này nó cũng đóng luôn nè. Biết sao nó đóng thì hay là nó ế ta. Hôm nay đi là mua 35 187 chip cho hai đứa chơi. Từ từ, thank you. Đây nè ông bà cô chú, xong rồi đó. Thank you. Đi con, đi, let's go. Rồi đó, con em nó cầm cái thẻ rồi đó. Giờ hai cha chị em đi tìm cái chỗ chơi nè. Dạ, cái chỗ này là bé con em thích chơi nè. Đó, hồi bữa đó win một lần nó thích hoài luôn nè. Hai chị em chơi đi. Chưa vô mà, bỏ gạt gạt đi, gạt cái thẻ từ từ á, slowly. Đó, đó can rồi đó. Từ từ nha, con phải nhắm cho ngay á nha con. Như cái này là đồ phết là con phải nhấn nhấn. Cái này đừng đầu là của con mà hồi tới Julia phải không? One, two, three, go. Ôi trời, nhìn nó biết dính hả? Rồi can đi, can vô. Rồi, con phải can. Can lúc bị trong cũng được, tùy con ơi. Go. Bây giờ là hiếm chơi, chơi thắng quá. Giờ là tới em nha. Nhìn thôi chứ anh đâu biết chơi đâu mà cô chú. Nhìn mấy cái đèn này nè. Carson. Hi. Hi. Chico. Wow. Tới chị à? Yes. Tới là hãy mạnh lên đó con. Wow. Thì anh đứng này, anh ngồi đây, anh lắc cái này nè. Lắc cho ông bà coi đi. Sao muốn xuống hả? Mẹ mày bọc. Có không mẹ mới đi. Làm đi con.
ngoài kia, tụi em thì kìa. Bắn bắn đi, bắn chéo chéo đi. Anh đâu có biết chơi đâu mà con chú. Anh thấy mấy cái súng này nè, anh bắn chéo chéo à. Lục ơi là lục. Mấy đứa nhỏ chơi xong mà con chú dắt ra đi mua gà ăn nè. Đó, hai chị em ăn gà nè. Gà em có ăn gà luôn. Gà ở đây order ngon lắm. Hình như nó ngon hơn gà KFC luôn á. KFC dạo này nó không có những cái cục mà nhỏ nhỏ. Đây, với cái bánh mì này nữa nè. Ngon con? Dạ ngon. Đó có kêu một ly nước cho chả đường. Đưa vô em không? Hôm nay nó hơi vắng nè. Anh nhỏ thì anh đang ngủ nè ông bà cô chú. Anh thức dậy thì lấy đồ ăn cho anh ăn. Còn của em đây nè ông bà cô chú. Wow, em thích ăn cái cánh này lắm. Cái cánh này mà loại cánh loại bự bự gì nữa ngon. Em mời nha. Ồ nó ngon. Ăn rất là chút tì luôn, nó mất khô nha. Em ngoài không? Lúc mua cái chỗ này nói là phải 20 phút nữa, bởi vì không cay, nếu mà có cay có sẵn luôn. 2-4 người đi vòng để lại mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ đó. Cuối cùng đồ chơi đóng cửa rồi. Hôm nay không biết là tại sao đóng sớm á Julie hả? Dạ. Thường thường em đi chỗ đó, nó chỗ cho chơi mấy đứa nhỏ là nó đóng trễ, hôm nay vừa lại đóng cửa rồi. Nên chạy lại đây lấy gà. Ngồi đi ra qua mạc mua trò chơi mấy dạ. đứa ha. Yes. Ăn lẹ bánh thôi. Ngon ngon. Nè có ăn bánh vai này không? Ở bên con không có bên vai hả? Có không? Như bên vai bên ở chỗ này hôm nay nó không có được giòn á hả? Cái gì đây? Măng giòn. Út Nga thích giòn. Mà cái gà ngon ha. Em thì không có thích ăn đồ ăn Mỹ nhưng mà gà từ lúc qua Mỹ rất là thích luôn. Đặc biệt là gà mà gà hấp á. Té rồi ăn. Ngon. Nước nè, em mời bà ông chú uống nước cho em nha. Trời ơi, ngọt quá. Tại hình như là một cái combo á, là người ta cho cái nước nước thi này cho mình đó. Còn nếu như mình muốn mua riêng ngoài là nó tính tiền riêng. Cái em thấy combo thì mình lấy cái trà đồ đi. Nó ngọt lắm, ngọt lắm. Uống này kiểu trà đồ này lạng quạng là tiểu đường chết. Anh hai xin đi. Con kêu anh hai đi. Cho mấy bé chơi xong không bà cô chú rồi ăn uống. Rồi xong cái ghé vào trong cái Walmart á, cho mấy bé mua trò chơi nữa. Là nhiệm vụ cho chơi một ngày xong rồi đó. Con kêu anh hai đi xin. Con kêu đi. Kêu anh hai mới nghe con. Hả? Kêu đi. Xin. Xin. Cái chỗ này em thấy tối nào nó cũng đua xe bà cô chú. Mà nó đua cái mô tô á. Nè quá trời luôn nè. Một hồi cảnh sát nó đi lại là giải tán hết à. Giống Việt Nam không? Đua xe nè. Ô mà cô chú anh chị, sáng nay em sẽ đi ra ngoài cái tiệm nail của em, em sẽ đi làm. Ngày đầu tiên của em đi làm sẽ như thế nào nha. Thì em mời ông bà cô chú anh chị đi cùng với em trên đường đi nha. Thì từ ở đây em chạy đến chỗ làm của em á là mất 40 phút. Đó là tiệm mới đó. Bấy lâu nay em đi làm là cái tiệm cũ á. Sáng nay em cực kỳ thức sớm luôn á. Em thức lúc mà 7 mấy 8 giờ á. Rồi em đánh răng rửa mặt á, tại em làm nhẹ để cho con em nó ngủ, nó không có thức giấc á. Nó thức giấc mới không có đòi em á. Thì ở nhà thì có bà nội coi giùm em rồi.
thì mấy đứa nhỏ con em thì coi cũng không có phải mệt gì mấy, tại vì hai đứa giờ nó cũng lớn rồi đó. Với lại anh nhỏ thì ông bà cô chú anh chị biết là nó tự ăn, cho nên mà cũng đỡ lo lắm đó. Sáng sớm tối, hồi tối này là em thức trễ nha, 3 giờ mấy luôn á, bởi vì là em phải dọn thùng neo này qua thùng neo kia, cho nên nó hơi bị lâu á. Rồi sau đó em phải ốp thịt cho con, tại vì thằng trai lớn của em nó hơi khó ăn á, cho nên nó ăn sườn, cho nên em phải ốp nguyên cái tô sườn để cho bà nội với hai đứa nhỏ ăn luôn đó. Rồi xong một buổi tối không ngủ, sáng thức dậy rồi tranh thủ đi làm. Cái này là em vừa làm YouTube và vừa làm nail luôn. Nói chung là cái nghề nào làm có tiền thì em làm, mà chứ mình không có phải là mình nghĩ là làm một nghề là đủ, em không có đâu. Em thấy cái nào mà có tiền thì em làm. Thì ông bà cô chú anh chị nhớ mà coi ủng hộ kênh của em nha, bởi vì em vẫn còn làm YouTube chứ không phải là em nghỉ luôn. Thì lâu lâu thì em sẽ đăng những cái mà video của gia đình em, cuộc sống hàng ngày, cuộc sống Mỹ cho ông bà cô chú coi á, chứ không có phải là nghỉ YouTube luôn. Ông bà cô chú anh chị nhớ là xem kênh ủng hộ em nha. Em mới order ly cà phê để em uống tỉnh táo chào ngày mới. Em mời ông bà cô chú uống nước với em nha. Đã quá. Cái này á, em order không có whipped cream, thường em hay uống có whipped cream, nó uống nó béo á. Còn cái này nè, nó không béo mà nó rất là ngon nha. Ly này có 3 đồng 98 cent nè. Mà uống như vậy là lúc em đi làm á, nhiều khi ở nhà em cũng uống, nhưng mà đi làm ít, đi làm uống nhiều hơn là ở nhà, bởi vì ở nhà nó có cà phê ở nhà đó. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Hôm nay á là em thường hay đi làm không bà cô chú, là mình phải bắt đi ra đường freeway lớn nè. Sáng nào cũng chạy đường này á, mà ông bà cô chú anh chị nhìn nè, nó rất là kẹt xe luôn á nha. Sáng mà đi sớm nó cũng kẹt luôn đó, mình phải nhích từ từ, bởi vì những ai mà muốn đi làm sớm là phải đi cái giờ giấc sớm hơn nữa. Hôm nay là em đi hơi bị trễ, bởi vì em lo này lo kia xong cái cũng trễ à. Nào, ông bà cô chú anh chị nhìn nè, nó kẹt quá kẹt luôn nè, còn là xe tải rất là nhiều luôn. Còn đây là tiệm nail em mới làm ngày đầu nè. Mấy lần trước á, thì em đi làm ở chỗ kia kìa, do là khách bên đây đông á, mà thiếu thợ, chị chủ nhờ em vào. Mà công nhận chứ cái tiệm nail này á, mở ra nhìn đẹp lắm ông bà cô chú. Em quay sơ sơ á, là những cái này là ở phía trước, còn ở chỗ này á, là từ ở tiệm em đi ra nè. Nhìn mà mê luôn á. Ở chỗ này á, nhà cao tầng rất là nhiều luôn. Ở bên chỗ nail cũ của em á, thì cũng có những cái mo. Thứ bảy chủ nhật lúc nào thì nó cũng có đông kẻ vô người ra. Chỗ này ngày đầu em đi làm em thích nhất là đi ra ngoài nè. Đây cái này là ở phía sau em nào bà con chú, rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn. Lội từ ở tiệm nail đi ra ngoài một chút thì mình nhìn vô đây là giống như một cái công viên, có những cái ghế để cho mọi người ngồi luôn. Còn ở ngoài đây là những cái đường lộ để xe chạy. Trời mà càng về đêm thì những cái cánh đèn đỏ đèn vàng rất là đẹp. Đây là một cái hầm mà để xe cho khách cũng như là thợ làm nail quá bà cô chú. Giống như ai đi du lịch vô đây thì cũng đậu xe này trong đây được á. Hôm nay em đi làm về sớm á, cho nên em phải chạy giờ này, cho nên ông bà cô chú anh chị nhìn là nó hai bên đây nó không có xe nhiều á, bởi vì giờ này nó hơi bị trễ đó. Chứ ngày thường nó hay thứ bảy chủ nhật nó rất là đông nha, mà cái đường này em thấy nó hơi chạy khó hơn mấy cái đường khác á. Sáng á em tìm chỗ này hơi bị hiếm á. Bà cô chú anh chị, là ở trên đường em mới vừa đi ra ở trong cái hầm xe đó, em đi ra nè. Nè ông bà cô chú anh chị biết là em mới đi làm ra luôn á. Hôm nay là nói chung là tiệm mới em mới vô thì khách đông á, với lại có những cái khách đông nè, với là một phần nữa là cái chỗ đó là em thấy rất là đẹp nha. Từ ở chỗ tiệm nail cũ của em á, tiệm nail mới á, là hai cái là nó gần nhau lắm, cách khoảng nhau là cỡ 5 phút á. Lúc mà tiệm nail cũ á, thì em đi là 45, cái là em đi tiệm nail mới á, thì 40 phút. Nhưng mà chỗ nào nó cũng vui mà chỗ nào cũng đẹp, nhưng mà em thấy như cái chỗ mới này như là đi ra ở trong nail thì không sao, mà đi ra chỗ nó đẹp cực kỳ, đẹp luôn, đẹp hơn cái chỗ mà làm cũ của em. Bây giờ hôm nay em làm trễ bởi vì là còn khách á, nên em còn làm. Em ham kiếm tiền lắm, có cái nào mà nhiều tiền là em đều làm hoài. Làm đến nỗi mẹ em hỏi sao giờ này chưa về nữa.